Hello mọi người. Hôm nay My quyết định làm clip này tại vì có rất là nhiều bạn inbox hỏi My làm thế nào để giữ gìn một vóc dáng thon gọn, săn chắc, một làn da mịn màng, hồng hào và nhìn My lúc nào cũng tươi trẻ, cũng tràn đầy năng lượng hết vậy. Khen mình thích lắm nha, nhưng mà mình cũng ngại ghê. Thực ra thì My cũng có khá một số bí quyết để giúp cho bản thân mình luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và lan tỏa năng lượng tích cực đến với cả nhà. Bí quyết lớn nhất của My thiệt ra thì lại rất là gần gũi, không đi đâu xa xôi hết, ở ngay trong chính căn bếp nhà My thôi. Nào, theo chân My đi, My chỉ cho. Ngoài việc chạy bộ kết hợp với tập yoga để duy trì một vóc dáng săn chắc, gọn gàng và một sức khỏe tốt thì My còn rất chú trọng tới chế độ dinh dưỡng của mình nữa. Người ta thường nói là 70% là ăn uống và 30% là tập luyện mà. My ăn cái gì đó phải thật là ngon và đầy đủ chất, vừa tăng cường sức đề kháng của mình. Và một điều giúp My vừa ngon vừa khỏe mạnh chính là chiếc máy ép chậm Kalai KL530 này đây. Nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng mà có vỏ nha mọi người, được việc lắm mà nghe. Đặc biệt là rất là tiện dụng luôn. Mình có thể mang đi khắp mọi nơi, từ ở nhà, cơ quan, văn phòng, đi du lịch. Rồi những lần mà My đi quay xa thì chỉ cần bỏ máy vào một chiếc túi là mình có thể mang theo bên mình rồi. Và một điều mà My rất là thích ở chiếc máy này đó chính là màu sắc của nó rất là cute, rất là dễ thương, để đâu cũng thấy ưng con mắt hết trơn. Và sẵn đây thì My sẽ chỉ cho mọi người làm một loại nước ép để detox, thanh lọc cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Mọi người chỉ cần chuẩn bị những cái nguyên liệu đơn giản như là cần tây nè, thơm nè, táo nè. Và nguyên liệu đầu tiên đó chính là cần tây, thì My sẽ cắt thành khúc 3cm như thế này. Vì cần tây nó có nhiều xơ, mình cắt khúc nhỏ như thế này sẽ giúp cho máy ép hoạt động tốt hơn, không có bị kẹt bã và cũng ép ra nhiều nước hơn. Một điều mà My thích ở máy ép chậm là nó có thể ép được nhiều loại rau khác nhau. Những cái máy ép thông thường khác thì không thể ép được nhiều loại rau như vậy, như là những cái loại như là cải xoăn hay là rau bó xôi chẳng hạn, thì những cái máy ép thông thường khác nó ép được rất là ít nước. Còn máy ép chậm của Kalai thì ép được cực kỳ nhiều nước luôn và có thể mix nhiều loại rau khác nhau. Rồi, mình sẽ bỏ ra đây. Tiếp theo là My sẽ cắt thơm. Cách cắt thơm là đầu tiên mình sẽ chia làm đôi cái miếng thơm này ra. Sau đó mình sẽ cắt quanh tròn như thế này để phá xơ. Và mình có thể thu được nhiều nước ép nhất có thể và cũng giúp cho máy được hoạt động bền hơn. Sở dĩ My sử dụng máy ép chậm là vì cái bã mình ép ra nó sẽ kiệt hết nước và mình có thể thu được nhiều nước ép nhất có thể, và mình cũng tận dụng được hết tất cả những cái chất dinh dưỡng có trong rau củ quả. Rồi, thơm mình sẽ bỏ ở đây. Và tiếp theo thì My sẽ cắt táo. Tại vì cái máy này là size mini cho nên là ống tiếp nguyên liệu của nó cũng nhỏ, nên mình sẽ cắt trái cây nhỏ, từng khúc nhỏ nhỏ thôi thì sẽ dễ ép hơn và cũng ra được nhiều nước hơn đó mọi người. Và My cũng có một cái tip dành cho mọi người. Đối với những loại rau củ quả mà cứng hơn như là cà rốt, bí ngô hay là củ sắn vân vân, thì khi mà mọi người cắt, mọi người bỏ tủ lạnh thì mọi người nhớ ngâm thêm một ít nước lọc nha. Rồi đậy nắp lại bỏ tủ lạnh. Ngày hôm sau khi mà mọi người lấy ra ép á, thì cái rau củ quả đó nó sẽ mọng nước hơn, ép được nhiều nước hơn, không bị khô và nó sẽ bảo vệ được độ bền của máy. Đặc biệt là mọi người phải lựa chọn nguyên liệu đầu vào thật là tươi ngon nha, thì nước ép của mình mới ngon được. Uống tới đâu, đã tới đó, thanh khiết tới đó. Vậy là My đã chuẩn bị xong 3 nguyên liệu cho món nước ép ngày hôm nay. Bây giờ thì mình ép thôi. À quên mất, còn cái này nữa. Đây là hai cái ly, một cái ly dùng để đựng nước ép và một cái ly để phía bên này để đựng bã trái cây. Hai cái ly này nó đi chung bộ với cái máy ép này luôn, mình không cần phải mua đâu nha mọi người. Bây giờ thì My sẽ bỏ lần lượt mỗi thứ một chút vào nha. Chiếc máy ép chậm mini này cũng rất là dễ sử dụng tại vì nó chỉ có một nút duy nhất. Bấm nút phía trên là mình sẽ ép. Còn cái nút ở phía dưới đó mọi người, để dùng xoay cái trục ở bên trong theo chiều ngược lại, để trong trường hợp mà máy bị tắt bã hay là máy ép những cái loại cứng cứng mà nó chưa nghiền hết đó, thì mình sẽ sử dụng cái nút ở phía dưới. Mình ấn nút phía dưới này nó sẽ xoay chuyển cái trục. Mọi người nên cho từ từ lần lượt các nguyên liệu vào trong máy ép. Mọi người đừng có cố cho quá nhiều, như vậy thì máy sẽ dễ bị tắt và nước ép của mình nó sẽ bị lẫn nhiều bã.
mình mở cái nút này ra để nước ép thoát ra ngoài. Và một điều mà My rất là thích ở loại máy Kailai này đó chính là công suất của nó lên tới 200W lận đó mọi người. Đây là công suất rất là lớn so với những loại máy ép chậm mini khác. Nó có khả năng ép được đa dạng nhiều loại rau củ quả khác nhau, từ những cái loại rau mềm như là rau má, rau mùi cho tới những cái loại củ quả cứng như là cóc hay ổi thì nó đều cân được hết. Và tốc độ của trục ép này là 60 vòng trên phút, là tốc độ khá là chậm nên nó có thể giữ được 100% hương vị tự nhiên và bảo toàn được 100% vitamin và khoáng chất có trong rau củ quả trái cây đó mọi người. Cộng thêm là cái trục nghiền này có nhiều nấc nhô ra ngoài nên mặc dù là cái máy ép này là máy ép mini nhưng mà nó vẫn có khả năng nghiền rất là tốt các loại rau củ quả khác nhau. Và một cái mà My thích ở cái máy Kailai này á là cái tiếng của nó không có bị ré lên làm cho mình khó chịu hay giật mình, mà nó cứ chạy êm êm như vậy đó, nên là mình ép nước ép vào buổi sáng thì cũng không có ảnh hưởng gì tới các thành viên còn lại trong gia đình. Và cái điều mà My quan tâm nhất khi mà uống nước ép đó là cái ly nước ép của mình nó phải có đủ cái lượng chất xơ. Và chiếc máy ép chậm mini KL530 này á, nó có khả năng ép kiệt bã tối ưu. Mọi người thấy nè, cái bã của nó khô luôn, ép kiệt nước luôn. Và cái lượng nước ép mà mình thu được đó, nó sẽ gấp 1,5 lần so với những cái loại máy ép thông thường khác. Dù đây là máy ép chậm nhưng mà chỉ cần 1-2 phút thôi thì mọi người đã có được một cái thành quả. Đó là một ly nước ép thơm ngon, tươi xanh như thế này rồi. Bây giờ thì My sẽ đóng nắp lại và My sẽ chế ra ly nha. Bây giờ thì My uống thử đây. Tuyệt vời. Mọi người cũng biết công dụng của cần tây rồi đó, nó giúp cho mình giảm cân nè, detox, thanh lọc cơ thể. Còn táo và thơm thì nó sẽ giúp cung cấp vitamin C cho cơ thể mình. Nói chung là ngoài việc tập luyện thể dục thể thao, dưỡng da ra thì ngày nào My cũng uống nước ép hết trơn á. Bởi vì nó giúp cho làn da của My căng bóng mịn màng hơn, giữ gìn vóc dáng nè và tăng cường sức đề kháng nữa. Mọi người có thể uống liền và mọi người cũng có thể bỏ vào chai rồi bỏ vô tủ lạnh, mọi người uống cả ngày luôn. Hoặc là mình đi làm hay My đi quay, My cũng có thể mang theo. Và với cái máy ép chậm này thì mình có thể mix nhiều loại rau củ quả khác nhau để cung cấp đủ chất cho cơ thể và mình cũng đỡ ngán nữa. Nói chung là từ khi My sở hữu được chiếc máy ép chậm Kailai KL530 này thì My đã từ bỏ hết tất cả những cái loại thức uống đóng chai, vừa bảo vệ môi trường nè ha, vừa giúp cho cơ thể của mình cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, làm việc nhiều nhưng mà vẫn tràn đầy năng lượng. Và khi quyết định mua máy ép á, thì My đã nghiên cứu rất là kỹ. My lên mạng search nhiều loại máy ép khác nhau, thậm chí là My nằm vùng ở trong những cái group như là Nghiện Nhà hay Yêu Bếp và đọc tất cả những cái bình luận của mọi người về máy ép. Và My thấy rằng điều mà mọi người khá là quan tâm về máy ép đó chính là khi mà uống nước ép có bị lợn gợn hay không. Và với chiếc máy ép chậm này thì hầu như không hề xảy ra cái tình trạng đó. Nhờ vào lưới lọc và tốc độ ép chậm nên cái phần bã dư đã được xử lý hoàn toàn luôn. Nên nước ép khi mà mình uống vô không hề có cảm giác lợn gợn hay khó chịu ở cuống họng. Có chăng thì đó chỉ là cái phần thịt mà nó đã được lọc ra rồi, giống như là mình ép nước ép cam thì nó còn tép cam ở trong nước ép vậy thôi. Với lại khi mà mọi người ép bằng máy ép chậm thì cái ly nước ép của mình nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ không có bị tách lớp như là mình ép bằng máy ép nhanh. Nếu mà mình để cái ly nước ép ở ngoài hơi lâu thì nước nó sẽ hơi lắng xuống một chút, mình uống thì mình chỉ cần khuấy lên là được. À, có một cái điều mà mọi người không có để ý, đó là mọi người nên để nước ép vào trong ly hoặc là bình thủy tinh ha, để giúp cho chất lượng nước ép được ngon hơn và cũng không có bị oxy hóa cái nước ép của mình. Và My bật mí với mọi người, chiếc máy ép chậm này còn có một cái công dụng thần kỳ khác. Mọi người cũng biết là chị em phụ nữ rất là thích ăn vặt đúng không? Và My cũng vậy. Lâu lâu thì My cũng thường hay bổ sung thêm hay là thay thế hoàn toàn bữa ăn của mình bằng smoothie, vừa kích thích vị giác, vừa tốt cho sức khỏe của mình, lại vừa không quá nặng nề, giống như là mình ăn kem hay ăn vặt vậy thôi. Và chiếc máy này nó có khả năng làm smoothie và làm kem luôn đó mọi người. Mọi người thấy xịn sò không? Trái cây mình sẽ cắt ra để ngăn đá cho nó đông y như là smoothie bình thường vậy đó. Thêm một cái nữa là sữa tươi, sữa chua hoặc là sữa hạt mình cũng để đông thành viên nhỏ như viên đá luôn. Rồi lúc xay đem ra để cỡ 5 phút, sau đó bỏ lần lượt và bật công tắc là được. Xong thì cho ra tô, thêm một ít trái cây tươi, một ít hạt chia là mình đã có một tô smoothie ngon lành thay kem hoặc là ăn sáng rồi đó. Nói nhỏ với mọi người nha,
My thì thỉnh thoảng mới làm thôi, thỉnh thoảng mới lăn vào bếp thôi. Nhưng mà đối với bạn nào làm thường xuyên hơn á, thì My nghĩ là các bạn nên đầu tư hẳn cho mình một cái máy ép chậm của Kalai cỡ bự hơn cho gia đình, như là KL598, 599, 565, 550, với cả chức năng là làm kem. Mọi người có thể cân đối nhu cầu của mình và lựa chọn nha. Còn đối với My á, thì My thích cái gì đó nhỏ gọn và dễ mang đi, nên là em này là hợp lý nhất với My rồi. Ăn uống gì thì ăn uống, nhưng mà tới cái phần dọn dẹp bãi chiến trường mới là mệt nhất đây. Nói chơi vậy thôi, chứ một cái điều mà My cực kỳ ưng ý về cái máy này đó chính là cái phần tháo lắp của nó rất là đơn giản luôn, cho nên là vệ sinh máy cũng dễ dàng vô cùng. Đầu tiên mình sẽ rút điện ra, sau đó thì mình sẽ mở cái nắp này ra, xoay từ trái sang phải, rồi mình xoay cái hộp chứa này ra khỏi thân máy luôn, cũng từ trái sang phải. Sau đó thì mình xoay cái trục ép và rút ra, tách lưới lọc ra luôn, rồi đem tất cả đi rửa bình thường là được. Ngoài việc rửa bằng tay, mọi người cũng có thể sử dụng bằng máy rửa chén được luôn. Bởi vì nhựa của máy đạt tiêu chuẩn châu Âu, không có chứa PPA, nên mọi người hoàn toàn có thể sử dụng bằng máy rửa chén mà không sợ nhiệt độ hay áp suất của máy rửa chén làm hư kết cấu nhựa. Không phải nhựa của máy nào cũng sử dụng được trong máy rửa chén đâu nha. Mọi người phải check trước là nhựa nó có đạt chất lượng, đạt tiêu chuẩn hay không, không thôi là mình phải đi mua máy mới luôn đó. Sau khi mình rửa xong á, mình chỉ cần để ráo rồi xong mình lắp lại theo trình tự ngược lại với lúc tháo ra là được. Giờ My lắp cái trục nghiền vào trước nha. Ở trên thân máy nó cũng có những cái ký hiệu giúp cho mình có thể tháo lắp một cách dễ dàng hơn. Đó, đơn giản vậy thôi đó. À, thêm một cái nữa là mặc dù cái máy này tuy nó nhỏ gọn như vậy thôi, nhưng mà nó rất là chắc chắn nha mọi người. Tại vì ở cái phần thân máy này, ở bên dưới nó có những cái nút đệm bằng cao su á, nó giúp cho máy bám chặt xuống mặt bàn. Vì thế khi mà mình tháo lắp, mình không cần phải sử dụng quá nhiều lực để giữ thân máy, và nó cũng giúp cho máy không có bị rung lắc, và nó giúp trụ vững hơn khi mà máy đang hoạt động. Tóm lại là mọi người nên sở hữu một chiếc máy ép chậm này để làm nước ép, để chăm sóc sức khỏe, bổ sung vitamin và tăng cường sức đề kháng cho bản thân và gia đình là một điều vô cùng cần thiết nha mọi người. Chưa kể là chiếc máy này vừa nhỏ gọn, xinh xắn, vừa dễ tháo lắp, vừa dễ sử dụng, và quan trọng hơn hết là nó đảm bảo chất lượng nước ép đỉnh cao thì chắc là không còn gì để bàn cãi nữa, phải không? Nhưng mà mọi người cũng phải nhớ là ngoài việc uống nước ép ra thì mọi người còn phải ăn uống cho lành mạnh nè, thường xuyên tập luyện thể thao và hạn chế ăn uống ở bên ngoài để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân nha. Nãy giờ nói hơi nhiều rồi ha, clip cũng hơi dài rồi ha. My hy vọng rằng mọi người sẽ like và share để ủng hộ tinh thần cho My tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực và chia sẻ thêm nhiều bí kíp và công thức làm nước ép siêu ngon với máy ép chậm Kalai này nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.